hiệp 2 giữa Nguyễn Thị Trâm Anh Đồng Nai góc đài đỏ gặp Hà Thị Thủy Thanh Hóa góc đài xanh hạng 67kg nữ. Đây hiệp thứ hai tranh huy chương vàng giải đại hội gia toàn quốc bộ môn voi diễn ra tại nhà thi đấu Đan Lăng Đan Phượng. Võ sĩ góc đài xanh liên tục ra đòn cả hiệp 1 và hiệp 2. Bây giờ đã có lắp đặt hoàn toàn của võ sĩ góc đài đỏ. Võ sĩ góc đài xanh đang áp đảo thi đấu tích cực hơn. Liên tục võ sĩ góc đài xanh có ra đòn chân vào và đòn của đòn lùa ve và góc võ sĩ góc đài đỏ. Chân trái hiệu quả, tiếp còn chân phải và liên tục đòn tay rồi áp đảo cùi chỏ. Liên tục đòn tay trái và đòn chân phải rồi liên tục tay gối. Võ sĩ lóc đỏ có thể đang mệt. Hết hiệp thứ hai.